Chào các bạn đến với channel VN Computer. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để đăng nhập YouTube trên TV nha các bạn. Thì chúng ta sử dụng mật khẩu cũng như là Gmail để chúng ta đăng nhập YouTube ha. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải mở ứng dụng YouTube lên. Mình sử dụng Remote ha. Rồi các bạn nhấn vào nút Home nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở ứng dụng YouTube ở đây nè các bạn. Ở ngay góc nè, góc dưới bên trái ha, mình mở lên. Rồi thì YouTube của mình chưa có đăng nhập nha các bạn. Thì các bạn nhìn trên góc trên bên trái nè, có chữ là đăng nhập nè, chưa có tài khoản đăng nhập. Thì mình sẽ nhấn vào đăng cái ha. Rồi tiếp theo thì các bạn chọn cái mục ở bên dưới đây là sử dụng điều khiển từ xa nha. Thì đăng nhập thì có nhiều cách đăng nhập, nhưng mà ở đây mình sẽ sử dụng điều khiển từ xa để mình đăng nhập bằng mật khẩu nha các bạn và địa chỉ email ha. Các bạn chọn vào đăng cái. Đây thì lúc này cái giao diện mở lên như thế này, cho phép chúng ta sẽ nhập email các bạn. Ở đây nè, trên cái khung này thì các bạn nhập email vào. Mình sẽ nhập email trên bàn phím mouse ha. Rồi, các bạn đợi chút xíu nha, tôi nhập email vào. Các bạn có thể là sử dụng cái con chỏ ha, tại vì cái TV của mình là TV LG á, nó có con chỏ nha. Rồi. Rồi. Gmail @gmail.com ha. Rồi, như vậy là mình đã nhập xong cái địa chỉ email ở đây rồi ha các bạn. Các bạn nhấn vào nút tiếp theo nha. Đó. Thì ở đây giao diện này cho phép các bạn nhập mật khẩu nha. Mình sẽ nhập mật khẩu vào đây. Sau khi các bạn nhập mật khẩu xong rồi thì các bạn có thể là nhấn vào cái chỗ là hiện mật khẩu nè, để mật khẩu ở trên đây nó hiện lên ha. Các bạn có thể là kiểm tra lại một lần nữa coi chính xác hay chưa. Kiểm tra kỹ lại mật khẩu đã chính xác rồi thì các bạn nhấn vào cái nút tiếp theo ha. Nút tiếp theo đây nè các bạn, nhấn vào đây ha. Rồi như vậy thì chào mừng rồi nè các bạn, khi mà nó bật cái màn hình chào mừng thế này và như vậy là đã đăng nhập thành công ha các bạn. Khi mà đăng nhập thành công thì các bạn nhìn cái biểu tượng ở góc trên bên trái nè, đó, nó có cái biểu tượng nè, cái biểu tượng Gmail của mình không giống như lúc nãy nữa ha. Các bạn nhấn vào đây, đây thì các bạn thấy nè, tài khoản của mình nó đã được đăng nhập ở đây rồi các bạn. Như vậy là tôi vừa chia sẻ các bạn cách để đăng nhập cái tài khoản YouTube ở trên TV bằng cách là sử dụng Gmail và mật khẩu ha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.